Người mẹ bị hiếp dâm hai lần viết đơn xin đi tù vì quá nhục nhã. Chị Anh L bị người đàn ông dùng dao y hiếp, bị hiếp dâm hai lần, nhưng cơ quan điều tra không khởi tố vụ án với lý do chị Anh L có cơ hội chạy mà không chạy, tức là tự nguyện quan hệ. Qua uất ức, chị Anh L đã viết đơn xin đi tù vì không thể chịu được tiếng thị phi, ám ảnh và điên dại. Trưa ngày 6 tháng 9, trao đổi qua điện thoại với phóng viên dân trí, chị anh L sinh năm 1983, ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, vừa khóc vừa nói. Em khổ quá anh ơi, cứ như vậy thì làm sao em sống nổi, em mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi anh ạ. À. Em là nạn nhân mà giờ họ nói em như là tội phạm vậy. Ngay từ đầu, công an huyện Tân Thạnh đã muốn em nhẹm sự việc, ép buộc em viết giấy cam kết không yêu cầu xử lý hình sự và không yêu cầu đi giám định, chứ em không hề tự nguyện viết như vậy. Trao đổi thêm với phóng viên, chị Anh L cho biết, hơn 2 tháng qua kể từ ngày bị đối tượng A hiếp dâm, cuộc sống của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 2 tháng qua em không thể làm việc được vì bị chấn động tâm lý, em không có thu nhập nên cuộc sống của ba mẹ con em vô cùng khó khăn. Đến tận bây giờ em cũng chưa thể ngủ được, mỗi khi nhớ đến sự việc tồi tệ xảy ra với em, chị L chia sẻ. Không chỉ cuộc sống của chị L bị đảo lộn, hai đứa con của chị cũng có nguy cơ mất đi tuổi thơ khi chị bị nhiều người đàm tiếu của hàng xóm láng giềng, bạn bè cùng lứa. Con gái em chưa tròn 7 tuổi phải hàng ngày đi chùa xin thức ăn về cho em. Khi ở chùa không có thức ăn thì cháu phải thay mẹ nấu cơm và chăm sóc em. Em cả ngày cứ thẫn thờ không làm nổi việc gì. Đứa út nhà em mới vào lớp mầm nhưng em không có tiền đóng học phí cho cháu. Thấy hoàn cảnh khó khăn, cô hiệu trưởng đã ứng trước tiền học phí gần 1 triệu để cháu được đến trường, chị L nức nở. Nói về quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra, chị L càng khóc to hơn. Anh thử nghĩ coi, em là mẹ mà trong đêm bỏ chạy để hai đứa con nhỏ cho kẻ hiếp dâm. Sao em đành? Em không hiểu sao họ lại nói em có thể bỏ chạy mà không chạy. Không biết họ có con hay không mà lại nói những câu vô cảm như vậy, em sẽ tiếp tục kiện lên các cơ quan cấp cao hơn để đòi lại con bằng cho mình. Xin đi tù vì quá nhục nhã Vì quá tuấn quẩn, chị L đã viết đơn xin đi tù vì không thể chịu nổi áp lực sống trong sự đàm tiếu của hàng xóm và mất niềm tin vào cơ quan chức năng. Trong đơn của mình, chị L nêu rõ tôi làm đơn này gửi đến công an huyện, mong mỏi được xét và duyệt cho tôi, được rút bỏ quyền công dân của chính tôi, để tôi được ở tù càng sớm càng tốt, càng lâu càng tốt. Lý do chị L nêu trong đơn là, tôi không còn muốn là một công dân bình thường do các ông quản lý nữa, tôi muốn rút bỏ. Tôi đồng ý là một người mẹ vô tâm, vô trách nhiệm với hai cô con gái bé nhỏ của mình, giống như lời ông trưởng công an huyện đã nói trước mọi người rằng, Tôi hãy mặc kệ hai đứa trẻ và chạy ra ngoài thoát thân tự cứu lấy bản thân tôi. Giờ tôi bỏ lại hai đứa trẻ làm gánh nặng cho xã hội. Tôi xin được giải thoát cho mình bằng cách đi tù. Rất mong được trút bỏ quyền công dân và bị đi tù càng sớm càng tốt, chị L nói. Trao đổi thêm với phóng viên, chị L còn cho biết, sau khi bị hiếp dâm hai lần, chị đã phải tự mình đi khám, xin thuốc chống phơi nhiễm, chứ không được cơ quan điều tra đưa đi. Em đã phải tự mình đi mua thuốc uống vì sợ HIV. Mãi sau này khi biết, đối tượng A hiếp giam em âm tính với HIV, em mới ngân thuốc. Em mong báo dân trí sớm vào cuộc để đòi lại công bằng cho em, để mẹ con em tìm lại được cuộc sống yên bình ngày xưa. Em sợ, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này, em sống không nổi, chị anh lời chua xót. Như Dương Trí đã đưa tin khoảng 20 giờ ngày 20 tháng 6, Huỳnh Lý A đột nhập vào nhà chị L. Lúc này chị L cùng hai con nhỏ đang ngủ say, thấy nhà không có đàn ông, A đi thẳng xuống bếp lấy con dao của gia đình chị L, lên rồi tiến lại gần phía giường ngủ, kề dao vào cổ chị L rồi ép chị quan hệ. Đối tượng luôn miệng uy hiếp nếu chị L không cho quan hệ sẽ xử cả ba mẹ con. Lo sợ đối tượng tên làm hại mình và hai con nhỏ, chị L đã đồng ý cho Lý A quan hệ. Tuy vậy, lúc này do hai con đang nằm ngủ trên giường, nên A yêu cầu chị L nằm xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Sau khi quan hệ lần đầu tiên với chị L, A vẫn ôm chặt chị L và kề dao vào cổ, khiến chị khá mệt mỏi và đói. Lúc này chị L xin A cho đi xuống bếp nấu mì tôm. Sau khi chị L ăn xong, đối tượng lại tiếp tục quan hệ với chị L một lần nữa rồi bỏ về nhà. Ngay sau đó, chị L đã gọi điện lên công an huyện để trình báo sự việc và tố cáo hành vi hiếp dâm của A. Ngày hôm sau khi được mời lên trụ sở công an huyện, A đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và viết bản cam kết sẽ giữ khoảng cách với chị L và không trả thù chị L. Được biết, đối tượng A vừa ra tù về tội trộm cắp tài sản. Doanh nghiệp góp tiền làm Santa để lãnh đạo xã chơi Săn tên tennis hiện đại nằm ngay trong khuôn viên của Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ. Theo lãnh đạo xã này, sân có giá trị hơn nửa tỷ do các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ và lãnh đạo xã góp vốn xây dựng. Ông Lê Quang Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ cho biết, sân tennis này được xây dựng khoảng một năm trước trở lại đây với giá hơn 550 triệu đồng. Kinh phí để xây dựng sân là nguồn tiền do các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ và một phần tiền lãnh đạo xã vay ngân hàng. Ông Trường cũng thông tin thêm, sân tennis được xây dựng phía sau trụ sở ủy ban nhân dân xã, có diện tích khoảng 200m2, được bao lưới B40 xung quanh. Hiện chỉ có ông và ông Lâm Trí Hy, bí thư đảng ủy xã và ông Nguyễn Văn Thành, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã chơi ở sân. Nhưng sân xây là để phục vụ nhu cầu thể thao của cán bộ xã và bà con trong vùng, nên ai cũng có thể đến để chơi. Bà con ai muốn đến chơi đều được. Nếu ai chưa biết chơi thì chúng tôi hướng dẫn. Chúng tôi chỉ thu khoảng 200.000 đồng trên một người để trả tiền nước, mua bóng, chứ không có mục đích kinh doanh, ông Trường khẳng định. Trong khi đó, một cán bộ đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ cho biết khuôn viên để xây dựng sân tennis được quy hoạch chung là khu thể thao, vui chơi giải trí và chưa có quy hoạch chi tiết. Tại cơ quan, ngoài ba vị lãnh đạo trên, cán bộ xã không ai chơi vì không có điều kiện, thời gian để chơi. Một người dân sống gần Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ cũng cho hay, dù biết trong khuôn viên xã có một sân tennis, nhưng nhiều người chưa đặt chân đến đó bao giờ. Phần vì không biết chơi, lại không biết người dân có được vào chơi ở đó hay không, nên chúng tôi chưa bao giờ tới đó lần nào. Trao đổi với báo chí, ông Ngô Xuân Lộc, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, chiều ngày 5 tháng 9, khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Lấp có báo cáo cụ thể về việc xây dựng săn tên tennis trong trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ. Khai trừ Đảng nguyên thẩm phán hứa giúp đương sự thắng kiện. Khi còn làm thẩm phán, mặc dù vụ án không phải mình phụ trách, nhưng ông Nguyễn Chí Văn đã giúp đương sự phân tích hồ sơ và hứa sẽ giúp thắng kiện. Ngày 6 tháng 9, tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xác nhận, Đảng ủy Nhân chính tỉnh này đã triển khai quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Chí Văn với hình thức khai trừ khỏi đảng. Ông Văn Nguyên là đảng ủy viên thẩm phán, chánh tòa dân sự của Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau. Ông Văn bị kỷ luật với hình thức nói trên vì vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Một lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau thông tin, Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vì có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Việc kỷ luật về mặt chính quyền thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân tối cao vì lãnh đạo này nói. Như Dân Trí đã phản ánh, vào năm 2015, ông Nguyễn Chí Văn không tham gia xét xử một vụ án dân sự, nhưng đã đồng tình với đương sự, đang kháng cáo trong vụ tranh chấp tài sản để phân tích hồ sơ và hứa giúp người này thắng kiện. Sau đó, ông Văn bị tố là đã nhận tiền của đơn sự hàng chục triệu đồng. Cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh đập phá sườn bánh vì bị trượt ngã. Ngày 7 tháng 9, công an thành phố Pleiku Gia Lai cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc đập phá một sườn bánh trên địa bàn của ông Nguyễn Công Danh, cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai. Theo lời ông Phạm Văn Nhân, chủ xưởng bánh Anh Phát trên đường Yết Kiêu, tổ 10, phường Thông Nhất, thành phố Bờ Lê Cư. sự việc xảy ra trong xưởng khi chỉ có một mình công nhân Võ Thanh Việt, sinh năm 1992, đang làm việc. Theo chích xuất camera cho thấy, ông Danh mặc áo thun màu vàng, quần tây đi vào xưởng. Sau đó, ông Danh đã kéo hai bàn, đang chứa rất nhiều dụng cụ làm bánh, mang ra ngoài sân vứt. Tiếp đó, ông Danh cầm vật cứng ném mạnh vào bàn, Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Danh, trưởng phòng kế hoạch tài chính Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thừa nhận có sổ đổ hai bàn bánh của xưởng Anh Phát. Nguyên nhân theo ông Danh là do xưởng Anh Phát trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, công nhân thường xả nước ra ngoài, làm ông trượt ngã. Theo ông Nhân, xưởng của ông bị thiệt hại hơn 60 bánh bông lan kem, 40 bánh đùi gà cùng nhiều gia vị đổ xuống đất không sử dụng được. Một số bánh khách đặt bị xô đổ xuống đất, không giao kịp cho khách hàng nên bị phạt hợp đồng, tổng thiệt hại trên 2,6 triệu đồng. Nói về sự việc này, ông Thới Văn Đạo, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, đây là bài học kinh nghiệm trong quá trình xử lý tình huống của cán bộ đảng viên